Arsenal cân nhắc phá kết vì Sandro Tonali. Arsenal nhiều khả năng sẽ chi một khoản tiền lớn để mang về tiền vệ Sandro Tonali khi Mikel Arteta đang quan tâm tới ngôi sao của AC Milan. Tiền vệ trẻ Sandro Tonali được cho có giá hơn 45 triệu bảng, nhưng có thể là một lựa chọn lâu dài ở trung tâm cho pháo thủ. Ở hè 2022, Arsenal đã chi ra nhiều tiền để mang về các tân binh như Matt Turner, Marquinhos, Fabio Vieira, Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus. Tuy nhiên, Arteta vẫn cần thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng. Sandro Tonali được đánh giá rất cao ở châu Âu và có thông tin cho rằng Milan đang tính đến việc bán cựu cầu thủ Brazil nếu nhận được lời đề nghị, không thể chối từ. Tin Tuco Siomioko, Milan muốn con số 46,4 triệu bảng để nhả Tonali. Các quan chức câu lạc bộ của Milan và Arsenal đã gặp nhau để bàn về vụ Tonali. Anh chàng này mới chính thức thuộc về Milan ở mùa giải 2021-2022. Sau khi trải qua một mùa giải thi đấu cho đội chủ sân San Siro theo dạng cho mượn từ Brescia, cá nhân Tonali có đóng góp không nhỏ vào việc Milan giành chức vô địch Serie A mùa trước. Anh thậm chí còn được mệnh danh là Pirlo mới nhờ lối chơi khéo léo và kiên nhẫn. Việc tìm kiếm tiền vệ trung tâm của Arsenal đang được đẩy nhanh sau khi họ mãi không thể thuyết phục được Leicester nhà Iorgi Tielemans. Gần đây, Arsenal lại bán đi một tiền vệ trung tâm khác là Lucas Torreira. Cầu thủ 26 tuổi rời Arsenal để gia nhập Galatasaray với giá 5,5 triệu bảng sau thời gian khó khăn ở Emirates, nơi anh không được ưa chuộng dưới thời Arteta.